Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Atirolic Foster. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Atirolic Foster cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Atyrolic Forte Magnesium Hydroxid Nhôm Hydroxid Dưới dạng nhôm Hydroxid gel khô Si mê thị con Dưới dạng si mê nhũ dịch Tá dược vừa đủ Công dụng, chỉ định Viêm dạ dày cấp tính, mãn tính Bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản, người bị viêm hằng vị dạ dày, người bị viêm loét tá tràng, người bị đầy hơi, trướng bụng, đau bụng, khó tiêu trọng quá trình thực hiện thủ thuật chụp x-quang. Bệnh nhân ngộ độc các chất axit, các chất ăn mòn gây xuất huyết, ngộ độc kiềm, làm dịu các triệu chứng do tăng axit dạ dày. Điều trị triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản. Đối tượng sử dụng, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ chống chỉ định. Không sử dụng trong trường hợp mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Phụ nữ có thai hoặc cho con bú. Trẻ em dưới 5 tuổi. Người bị rối loạn chức năng gan và thận. Liều dùng, cách dùng. Mỗi ngày 3 lần và mỗi lần uống một gói. Vì khả năng hấp thụ qua đường tiêu hóa quá cao. Chính vì vậy, để thuốc phát huy công dụng tối ưu bệnh nhân nên uống thuốc vào thời điểm trước khi ăn hoặc trước khi ngủ lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng. Trong quá trình sử dụng thuốc, người bệnh thực hiện theo đúng yêu cầu của bác sĩ. Không tự ý ngưng hoặc gia giảm liều dùng thuốc khi chưa có sự đồng ý của nhân viên y tế. Bên cạnh đó, bệnh nhân không nên sử dụng thuốc trong thời gian dài, tránh trường hợp thuốc gây tác dụng phụ gây tác động xấu đến sức khỏe. Tác dụng phụ Trong quá trình dùng thuốc, bệnh nhân có thể gặp phải một số tác dụng phụ như táo bón, đầy hơi, tiêu chảy, chướng bụng hoặc buồn nôn. Nhìn chung, đây đều là những triệu chứng không quá nghiêm trọng và chúng có thể biến mất sau khi bệnh nhân giảm liều hoặc ngưng sử dụng thuốc. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Arterolic Factor, đồng thời biết cách sử dụng Arterolic Factor, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.